À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của cuộc chiến binh Sparta để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình cũng đã bắt đầu sử dụng cái vấn đề lợi dụng cái tình hình là thằng Armenia nó đang bị cái thằng vòng vàng này đánh. Nhưng bạn có thể thấy là đánh nhau với bọn này giật cực kỳ là vất vả. Và bây giờ thì mình đang cần một số những cái điểm ngoại giao của mình đang bị trừ rất mạnh do mình đánh nhau gây chiến liên tục, nên bây giờ rất khó có thể đạt được các cái thỏa thuận ngoại giao, mặc dù là các cái nước khác mặt nó xanh. Các bạn nhìn nhá, ở đây này, cái điểm ngoại giao này mà thấp thì các bạn không bao giờ có thể, rất khó để các bạn đàm phán. Nhưng mà đó không phải là vấn đề với mình, bởi vì quân đội của mình ở đây còn rất đông. Ôi dồi, giáp này 152 giáp, phòng thủ cận chiến 144. Bọn này đúng rồi, nổi loạn lên đây. Xong rồi cho mấy thằng quân đoàn này được, cứ từ từ. Vùng này không làm loạn được à? Thôi chả cần loạn nữa. Loạn mãi chả được. Mình kích động cái vùng này nổi loạn mãi mà không được. Không có cách nào làm cho nó loạn lên được đâu. Hình như mình cũng không có việc gì để làm nữa thì phải, thôi qua lượt vậy. Trước là mình đánh chiếm cái thành phương bắc của cái thằng ngựa màu vàng vàng. Oh what the hell. Ôi ôi giời ơi. Ôi nó phun xạ kỵ, phun kỵ à? Xạ kỵ à? Ôi trời ơi, quả này nó đập cho mình không trượt phát nào rồi. Xem nào, ôi, không có cơ hội gì để chiến thắng trận này. Hỏng ăn rồi. Storm of the Steppe, cơn bão của thảo nguyên kìa. Đứa con cái gì kia? Của Lash là cái này. Kỵ binh của mình chưa hồi hoàn toàn. Căng rồi. Là nhẽ đánh nhau với mấy quân đoàn ở khu vực phương đông này phải dùng quân các cái quân đoàn mà có bọn spy nó trong quân đoàn thì tốt hơn là mấy anh champion. Trời ơi. Ôi mình chưa kịp sửa thành, vẫn là cái thành kiểu này thì vỡ mồm rồi. Thủ kiểu gì đấy? Thôi em, xong em rồi. Tường thành vẫn đổ nát chưa được gây dựng lại. Thôi hỏng rồi, nó toàn xạ kỵ, hướng nào cũng bị tấn công này. Bây giờ mình phải có một chỗ để tựa vào để thủ. Chạy lên trên này cũng không yên đâu. Cái thành này chưa kịp hồi phục hoàn toàn đã bị đánh tiếp. Về lý thuyết thì nó chạy vào lối này được, nhưng mà chắc là nó cũng không vào đâu. Mình tính xem là nên thủ ở đâu. Không được rồi. Đánh kiểu đấy cũng không ổn. Nó tiến vào hướng này. Chết mất, không sống nổi bọn nó rồi. Quả này xong phim rồi.
quân thì nói chung là vẫn còn vẫn đầy đủ lực lượng thôi, nhưng mà có thể mình sẽ phải lùi sâu một chút xíu như này thôi. Nhưng mà nó phun xạ kỵ cơ mà nhỉ, nó có xông vào đâu, làm thế nào mà chống đỡ được mới là vấn đề. Nó phun xạ kỵ, nó sẽ không xông vào đâu. À may quá, đội này đội cung, tuyệt rồi, đội này nó mạnh về cung thủ, tốt rồi, may quá. Team này là team của thằng mình phải có mấy cái tường rào để mà quân đoàn nó lên cấp cao nữa, mình có thêm mấy cái tường rào nữa thì tốt. Rồi, hảo ba nói pháo rồi, pháo từ từ đừng bắn vội nhé. Quả này nó bắn cho mình không trượt phát nào rồi. Noble defenders, listen to my words. We stand on the ramparts, ready to sell our lives dearly. Enemy reinforcements approaching. May quá, nó tấn công một hướng. I hope that you live to celebrate victory with me. Missiles awaiting targets. Trận này chắc ăn nhau ở chỗ là cung thủ mình tầm bắn xa xạ kỵ của nó thôi. Chứ còn không có cách gì ăn được. Field artillery, yours to command. Ủa kìa. Ồ, phun xạ kỵ. Missile infantry ready. Bắn. Bắn chạy. Ôi, lính của mình đứng và chịu đòn, lính cận chiến chỉ trận này phải đứng và chịu đòn. Phải đánh ở góc hẹp như này thì pháo nó mới phát huy hiệu quả. Lính cận chiến thì không quan trọng. Bị bệnh cận chiến của nó cứ cho nó xông vào. Đúng rồi, pháo thì lạ xa xa tí kiểu nhận chết con mình rồi. Bệnh cận chiến cứ cho nó xông vào, không cần phải bật pha lăng đâu. Nó còn đông như kiến lửa ấy. May quá bọn này 23 dự trữ tên của nó rất nhiều, may quá. May đây là một cái quân đoàn thiên về quân thủ. Đúng rồi. Quả đấy mình đặt pháo tại chỗ này thì đẹp hơn này. Mình sẽ bắn được nhiều hơn. Bắn cho anh. Pháo của mình bắn thân đấy. The enemy general is dead. Hay quá. Cho nó xong rồi. Lên. Đúng rồi, nó cứ đứng tập trung này là chết chùm hay lắm. À, xa xa kia chỉ là bọn. Úi giời, quá hay luôn đạn pháo của mình. Ôi, pháo bắn tuyệt vời luôn.
cung thủ của mình trận này đam 54 cơ mà. Dự trữ tên 23, rất là tuyệt. Đúng rồi. Đạn pháo bắn rất tuyệt đấy. 200. Ôi. Hơn 300 thằng. Mà toàn ngựa thì chết nhiều lắm đấy. Bộ binh tận chiến của nó thì cứ thoải mái đi. Nhưng bộ binh tận chiến thì anh xin mời luôn. Cứ việc xông vào. Mấy thằng Javelin này thì kệ nó luôn. À, nhấp nháy hết rồi. À, xe bắn đá của mình đâu rồi? Bắn vào đây. À, chạy hết rồi. Ô, thế à? 0% thôi mà. Ô, 0% cơ mà. Sao chạy nhanh thế? Tỷ lệ thắng là 100% mà sao lại chạy nhanh thế? Thôi được rồi. Biết sức mạnh cung thủ anh chưa? Ôi ôi, cung mình bắn nè. Ôi, mấy quân đoàn sang phương đông này phải mang hết đội cung thủ ấy thôi. Đội hỗ trợ cung thủ này. Không cần mấy anh champion. Champion chỉ mạnh khi cho solo. Xe bắn đá và cung thủ mình đều lên rank luôn. Mày tưởng ăn anh mà dễ à? Mày quá, nó đánh đúng cái quân đoàn búp cung thủ. Nó đánh cái quân đoàn của mấy anh champion trong quân đoàn thì không lại được. You have many chơi fine à? À, ok. Chơi thì chơi luôn. Xem điểm ngoại giao của mình đã lên được tính nào chưa. Vẫn xấu như thế này thì e là khó rồi. Greetings, honored guest. While you're ready, my master extends the điểm ngoại giao của mình bị trừ ác quá, không lên được. Greetings, honored guest. While your rhetoric is sound, may Hermes bless us both. Hay quá nè. Ồ. Chưa kịp sửa nhà cửa. Tấn công cho SML luôn. Thành này không có quân đồn trú rồi. Đúng rồi, nó còn chưa kịp sửa thành. Ôi, quân đoàn này quân đoàn của Champion à? Champion. Champion thì không mạnh lắm. Đây rồi. Thủ ở đây. Đề phòng mấy thằng đệ tử nó đánh lẫn nhau, nó lại chiếm luôn thành của mình. Chúng nó không mạnh như mình tưởng. Đội xa kỵ đấy thực ra không phải không có cơ sở khi nó tính rằng là chúng ta sẽ bị SML đâu các bạn ạ. Mà tỷ lệ thắng là 0% đâu, bởi vì là nếu như đánh theo một cách bài bản đúng bình thường ấy, tự quan mà để mà đánh thì các bạn thua. Nhưng có điều là nó không thể tính toán với mình là mình tính nước cờ còn cao hơn nó. Hết tiền. Hết tiền. Thằng này nó có một thành mà nó đó có hai quân đoàn full cộng một hạm đội full. Vãi cả trưởng.
ba quân đoàn luôn. Đây nữa này. Nó lấy đâu ra lắm tiền mà nó mua quân thế nhỉ? Đứng vào thành không được phép đứng ở ngoài, không kẻo là nó làm loạn. Rồi. Tiêu diệt bọn này. Ok. Advance. Mà quân đoàn này có phải quân đoàn mạnh lắm đâu. Quân đoàn này rank còn thấp mà. Đấy, quân đoàn này mới cấp 3. We hunger for set up the watch. Tưởng ăn anh mà dễ à. Nhưng mà mình cũng gần hết tên rồi đấy. Ủa. Đánh nhau ở đây sẽ như thế nào nhỉ? Bọn này nó thân lại với mình hết rồi. Media. My friend, you said. Từ từ đã, để tính tiếp. Bây giờ mình sẽ làm gì ở đây nữa? Tiến quân xuống tiếp thì bây giờ cũng không ổn. 85 tỉnh rồi, chúng ta chỉ cần kiểm soát thêm một ít nữa là đủ. Đánh nhau với mấy anh xạ kỵ này. Tăng điểm ngoại giao lên đã. Nó lại phá nhà mình à? Bọn này vảnh ghê nhỉ. Mấy thanh niên này đâu rồi? Về đây cướp cái vùng này đi, chuẩn bị đây. Chiếm cái vùng này này. Thanh này của nó sắp nổi loạn rồi. Thằng này nó có chiến tranh được không nhỉ? I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is by the wit and wisdom of Athena herself. Không chịu. Mình vừa mới có tăng thêm điểm ngoại giao lên rồi. Thằng Rome này. Ui. Bây giờ mà mình chiến tranh với nốt cả thằng này nữa thì Ready for orders. Commander. Hai quân đoàn ở phía này.
Commander. Thử đã. Xuống đây. Ready for further battle. At your command. Để xem tình hình nào. Hạm đội này đâu rồi? Lên đây. Nó chưa chắc đã dám tấn công mình đâu, nhưng mà định đề phòng thôi. Điều quân đến á. Điều quân này đã. Bây giờ thì Armenia mình đã kiểm soát được rồi. Có thêm một cái mỏ sắt nữa. Mình đang muốn thằng Seleucid kia nó chiếm lại cái thành kia. Thực ra tuyển thêm mấy con voi để chơi thôi chứ còn mình cũng không khoái voi lắm. We see little profit in further bloodshed. You have fought with honor, but it is time to staunch deep wounds. À rồi. Đây. Chiếm đi, chiếm. Mình không muốn thắng trận này, muốn nó thắng mà. Nó không chiếm mà nó cướp thì bỏ mẹ nhỉ. À tốt rồi. Hay quá. Các bạn thấy chưa? Mất thành còn được thêm tiền này. Úi dồi ôi. Chúng ta không mất tiền, nó giảm tham nhũng xuống mà. Ấy. Tuyệt rồi. Đứng ở đây. Ra lệnh cho thằng đệ phát á. Nó không tấn công nhỉ. Đấy. Được rồi, thế thôi. Đầu à, xem nào. Ai rồi, Africa giàu có thế. Chúc phành của các phe nó cũng ổn. Bây giờ là có một quyết định khó khăn. Quyết định khó khăn ở đây là mình sẽ phải đánh nhau với thằng Armenia. Thằng này. Mình muốn kiểm soát toàn bộ cái khu vực trên này cho nó an toàn đấy. May Hermes bless us both with skillful tongues that we may speak our parts well and so reach agreement. Không đùa được, thằng đấy nói đồng minh với thằng đệ này của mình. Làm nào tấn công được thằng này. The door is open to you, but if you wish to go beyond the courtyard within, speak. Đồng ý à?
Mình hơi ít tiền thôi. Vậy để từ từ để lượt sau. À không, bỏ bớt mấy cái công trình, mấy thành kia đi. Đề xuất ngoại giao này ăn mà. Một công đôi Before you say anything, know that I have an amulet against the evil eye. Dark source. 3000 ăn đấy. 4000 luôn đi. Thành công luôn này. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Một thành. Cứ bình tĩnh, hết tiền rồi đúng không? Crimea. Ái chà, hạm đội lên cấp này. Khá nhiều thuyền. Có đội cung. Được nhá. Đây. Tính rồi. Thế mới vác cái hạm đội này lên đây. Nó còn hạm đội nào đâu nữa nhỉ? Đây không có rồi. Tôi lại rút về đây đi. Phòng thủ. Đánh nó không triệt phát nào luôn trời. Quân nó đông lắm. À, cái thành này. Thành này với kiến trúc khá là cơ bản. Nó rất là nhiều hải quân. Rất nhiều lính đánh xa. Trời mưa. Sao dry mà thời tiết nhìn trông buồn cười này. Của nó lên cấp cao rồi. Đặt pháo ở trên này bắn thì phê đấy nhỉ. Quả cần. Fire! Burn the wretches! Ready for orders! Spear infantry at your command! Khả năng với cái thành loại này thì mình không cần xe leo tường. Lý do bởi vì là xe leo tường nó không hữu dụng lắm trong cái trận chiến kiểu này. Chỉ có thành của bọn dợ thì chắc là mình dùng xe leo tường. Hay quá, đội này cung mạnh lắm. May quá. Đánh xong phương đông này phải dùng mấy thằng cung này. Dùng mấy anh champion thì không ăn thua. Heavy Arager. Hạm đội của nó kìa. Toàn cung thủ. Thành, đây là thủ đô của thằng Crimean. Chạy thẳng vào đây. Thành này thì có vẻ là cũng không khó, tấn công lắm. Một loạt đạn đấy là sập. Có điều là hơi nhiều lính tầm xa.
nó đang đổ bộ rồi. Nó sẽ chạy theo cổng này vào. The enemy's tower has been destroyed. Đây. Bọn này ngu chạy chết la liệt. Chết mất gần nửa. Hai mươi sáu phần trăm ghê quá. Ồ 65%. Chín mươi tám. The enemy's tower has been destroyed. Ây ơi, còn một cái tháp canh nữa. Úi dồi ôi. Bọn này điên này, chạy ngã chết đỉa xỉa. Chúng nó cứ chạy qua đây ngã chết này. Bọn này à vãi nhỉ. Ba chín phần trăm. Không có đường dẫn ra cái khu phố này à? The enemy's tower has been destroyed. Vỡ cả tường luôn. Khúc ở đây ạ. Nó rất nhiều cung thủ. Chạy lại ngã xuống chết này. The walls are breached. Phá tiếp bên này nữa. Bắn hết cơ số đạn pháo đã. One of our units has used all its ammunition. Trời ơi. Chạy qua đây ngã đỉnh xỉa. Cố lên, còn hai loạt đạn nữa. One of our units has used all its ammunition. Rồi, hết đạn rồi. Hay quá. Tốt rồi. Cung thủ tiến lên. Advance at speed, smarter.
Các chiến binh Sparta xuất trận. Ăn mặc đẹp. Tám bắn này nhỉ? Còn mấy cái thằng khung ở trên tường này nữa. Mà thích láo không? Đủ. Bắn không trượt phát nào. Xong. Slinger này, bắn không trượt phát nào cho anh. Úi xùi. Rồi, 17 thằng. Đi luôn. Tiếp. Giữa cung ở đây. Thử đã, chưa mở bộ được. Cung nó rất là nhiều lắm. Quan thủ một hàng phòng ngự nữa. Lính Spin nó vẫn đang đứng ở đây. Lính cung của mình phải áp sát đã. Bọn này cũng có 19 cung tên, vậy chữ tên ít quá nhỉ? Firewing! Gọi tên vô đầu nó. Đúng rồi. Xử lý hết bọn tầm xa rồi. Xử lý được bọn tầm xa đó không, mình cho cận chiến mình vào bây giờ thì chết đấy. Cung của mình mạnh mà. Đám rất mạnh. Úi dù ôi. Dụng như sung. Úi dù ôi. Bắn cho nó không trượt phát nào xem nào. Nó chạy gần quá là mình không bắn được. Úi dồi. Tên này đam to thế nhỉ. Đam 54, khác quá thì phải tấn công cận chiến. Điên à, mở cầm thanh ra để tự sát à? Bắn. Lại chuẩn bị có một đợt mưa tên dội vào đầu. Úi dồi ôi, làm la liệt luôn này. Chưa được, chưa cho bộ binh cận chiến vào được. Khôn phết nhỉ, cho đứng áp sát ra, đứng sát tường này là mình bắn được này. Xong luôn, bọn này xong luôn, còn một thằng. Rồi, thanh niên đấy bị thanh nhím rồi. Không bắn được, mất tầm nhìn. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. À đây. Nó vẫn còn nhiều cung thủ lắm. Đây nữa này.
this, Commander! Buồn vãi. Không chịu di chuyển ra. Đứng đây cho anh. At speed! Archers! Còn đạo này nữa. 80. Bắn bọn đấy chí tê lắm. Sparta đập chết rồi. Missile infantry. The battle is turning in our favor. Nó có cái đơn vị tầm xa đâu đó chỗ này. À, bọn này. Vào đây, tiếp viện vào đây. Mình cứ đứng ở cổng này, mình tấn công này hơn. Ai dài. Đúng rồi, đứng ở cổng hay hơn. Cổng này xong rồi. Mấy cái thằng nó vừa giống sợ đấy, vừa giống Được rồi, chúng ta sẽ mở được một lối cho kỵ binh chúng ta di chuyển vào đây rồi. Đồng thời cung thủ có thể vào. Cung thủ chúng ta cũng vào được rồi.
cứ bình tĩnh đánh trận, không thể vội vàng được. Thôi mấy con ngựa này không cần phá cổng nữa, ra đây cho anh. Voi cũng vậy, chạy theo đường này vòng ra đây, có thể chịu đau một tí vòng đường này, đuổi lên chặn đường cho nó ở đây được. Ba ba thằng này đánh nhau với Spartan này. Còn khi cần chiến 116 giáp 132 là đủ sức để ăn này. Không cần. Úi dồi. Xong rồi. Chúng ta đã giải quyết xong. Ok. Ngựa rồi, ra đây ăn bọn này. Nó đang đánh nhau với cung thủ của mình này. Cùng mình chạy ra đây. Về cho mấy thằng này ấy. Thấy mình điều công thủ ra đây, nó ra đây nó chặn, nó liều vãi cả chửa. Voi thì cái tuyệt tử đấy, nhưng mà nó cắn được mấy thằng công thủ của mình đấy. Mấy thằng đấy thì không sợ. Cho tướng của mình đánh trận tí cho nó chất chứ. Bọn này ăn sao được. Nó còn quân ở đâu nữa nhỉ? Đây rồi, cung thủ nó đây rồi. Nhanh, ngựa đâu rồi? Nó cho cung thủ đến rồi kìa. Bắn. À đây, 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 bắn đây. Ra đây, chặn đứng đường này của nó lại. Royal Spartan. One of our units has used all its ammunition. Mày lùa sau lưng anh à? Cung thủ mình hết tên rồi. Bắn này tiếp. One of our units has used all its ammunition. Còn mỗi đội này còn tên. Rồi được, xa hết. Spartans! Không thả lên. Spartan pikes! Nó hết quân rồi mà. Không thả lên. Break the lines! Italian nobles! Đây rồi. Cánh bên này thì nó ăn vào mắt à? We have captured the gates. Ready.
rất nhiều cung thủ kìa. Đây rồi, chạy vòng ra hướng này cho anh. Từ nhá. One of our units has used all its ammunition. Đấy. Spartans, as you command. Ready. Orders understood. Mày. Italian noble cavalry. Không để cho nó chạy thoát. Xong rồi. Ok. Tên rồi, cho đến ở ngoài. Kỵ binh của mình bây giờ bắt đầu xuất chiến. Trời. Mày chạy vào mắt. Vác mấy cái thằng quẩy đá ra định dọa nhá. Rồi, đội ngựa đâu? Đồ nó tông chết ngã. Tướng của nó thì chắc phải để tướng mình đánh nhau nó mới chất. Cho hai tướng solo nhau. Quân đội đứng nhìn nhá. Gian hàng A chuẩn bị đứng nhìn. Không đánh nhau. Làm quan sát viên hả? Có mấy kỵ binh La Mã trong này nhìn trông nó khác hẳn đội hình nhỉ? Rồi, voi rồi. Riders at the double. Ây à, nó là Hoplite. Rồi. Đi đầy cuối à. Nó thiết lập đội hình pha lăng, à đội hình. Không. Đây con voi của tướng mình đây. Lì phết nhỉ. Rồi. Nó đông quân phết đấy chứ. Đây là quân trong thành này, còn quân thủ 3.000 quân cơ mà. Một trận đánh cũng không đơn giản lắm nhỉ. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ rút các cái đơn vị champion, các cái quân đoàn mà do champion chỉ huy để lên phương Bắc, còn các cái đội do đấy phải là những đơn vị như này nó mới một phát mình chiếm luôn cả ba thành của thằng này, sợ là vậy là mình đã kiểm soát hoàn toàn vùng biển đen. Ủa, tướng cấp 1 à?
tăng đam giảm sĩ khí à? Sĩ khí của Sparta nó quá trâu, không phải nghĩ. Xây dựng các công trình khác, làm phát chiếm hết cả ba luôn. Nó lại bỏ cái vùng này, nó không ảnh hưởng nữa. Bọn này nó cứ... Rồi ok, tất cả đã ổn. Chiến dịch tuyệt vời, chúng ta tấn công vũ bão. Khiến kẻ địch không kịp trở tay. Mình đi gây chiến nhiều quá nên cái điểm ngoại giao mình nó giảm. Ăn nó đi. Đây anh đứng đây rồi. Ăn nó đi. Chiếm lại luôn. Chuẩn đấy. Tới đã cái vùng này mới chiếm được, cần phải sửa chữa nhiều. Đâu nhỉ? Đây này. Bây giờ thì đến những vùng khác. Hết tiền luôn. Ây chà. Vượt biển luôn. Quân đoàn này chưa đủ tầm để tấn công ở đây à? Chưa đủ, mình tiến xuống. Với hai quân đoàn thì mình sẽ giải quyết khu vực này được. Không có gì khó. Ok. Thằng đệ này à, tốt rồi. Thằng này cũng chiến tranh với thằng này. Nó cũng chiến tranh với thằng này rồi. Bây giờ mình cử cỡ hai quân đoàn lên đấy là êm xuôi thôi này. Nó là lắm điệp viên quá. Nó vẫn ám sát mất quân của mình. Đúng rồi, ủng hộ thằng đệ nó chiếm vùng này. Ready for battle. You have further orders. Rồi, ăn nó đi cho anh. Trời ơi. Mình tấn công với tốc độ nhanh như này thì chắc thằng này nó không kịp phản ứng rồi. Thằng này nó còn thành ở đây cơ. Ây da. Bãi thổ nó xa nhỉ. Thôi được, cứ bình tĩnh. Một hạm đội nữa của mình đến đây à? Chắc không cần nữa rồi. Mình đã kiểm soát được khu vực biển đen rồi. My lord, the chosen of Ra, command. Mình đánh quá nhiều đồng minh của nó nên nó bỏ ra theo mình. À tốt. Đây rồi. Chiếm đi nhá, để anh tuyển mấy con voi.
Boy. Đừng có đốt cho chiếm luôn nhá, đừng có phá nhà nhá. Cái thằng Seleucid này. Hy vọng là nó không phá nhà. Không phá nhà thì mình mới tuyển được mấy con voi đời cuối. Cái cặp bỏ chơi mình à? À ngon rồi. Đúng rồi, đừng có phá cái nhà lính đời 4. Tốt lắm. Ready for orders. Laying an ambush. At your command, lying in wait. Tấn công nó cho anh. Thằng nhân này đâu rồi? I give you welcome. I have listened. Ready for battle. Besieging the settlement. Commander. Let them cower like kennel dogs. Your command. Quân đoàn này sẽ tiến tiếp cho phía nam này. Ái dạ. Tướng nữ à? Kiểm soát hoàn toàn biển đen rồi. Chắc không cần mấy hạm đội đóng đây đâu. Gửi cái hạm đội này lên đây này. Tình hình phía bắc này thì không ổn lắm nhỉ. Tình hình phía bắc thì chưa ổn lắm. Đó định cử xuống khu vực Ai Cập rồi cuối cùng lại phải lên đây à? Đây để mua quân. Finding shelter, Commander. Trung thành của các phe cũng tạm. Hết sèn rồi. Tất cả các biên giới của mình đều có quân phòng thủ ấy chứ. Đâu có đùa. Bốn con ngựa. Rất tuyệt. Tiếc là không thể thành lập thêm quân đoàn nào nữa. Có thể thành lập thêm một hạm đội nhưng không phải là quân đoàn. Ủa? Greetings, my friend. You would not. Cái thằng Srikia này
Nếu như mà đánh trên đồng bằng thì nó thực sự là Spartan chỉ có mỗi cái chiêu gọi là đứng và nhìn, đứng và chờ chết, không có một cái chiêu gì luôn để chống đỡ được. Mình nói thực sự là mình cũng chưa nghĩ ra được bất kỳ một cách gì có thể chống được cái bọn đấy ở trên đồng bằng. À rồi, vác đúng một con ngựa đi rồi công thành chúng nó thua. May có hai quân đoàn của mình đây đứng phòng thủ, chịu chết. Cái gì? Target tấn công quân đội chúng ta trên bộ à? Ngán nhất là nó khử được một vài quân đoàn nào đó của mình. Mất một vài đơn vị quân lại phải về thành mua quân lâu lắm. Đấy. Đánh tiếp đi cô. Thằng này nó có hai kiểu nhà lính rồi đây. Phòng thủ đây đã, bình tĩnh, chưa vội đi đâu cả. Chưa vội phải đi đâu cả. Lương thực còn nhiều, không phải lo. Xem được con voi nào. Chưa có con voi nào. Có nhà lính cấp 4 thì tuyển được voi rồi mà. Cho thanh niên để chuyên đi tuyển voi. Giáp 132. Ây da, mấy thanh niên này phản công dữ nhỉ. Ôi, mấy thằng đệ của mình kiểm soát được khu vực này kìa. Xỉ, mấy cái thằng này đánh lẫn nhau. Greetings, honored guest. Cái điểm ngoại giao của mình không lên được thì làm sao mà có thể đề nghị được cái gì? Kiếm mấy con voi châu Phi, con voi Ấn Độ xem nào. Chỉ là tớ cần mấy con voi Ấn Độ thôi mà. Có cần phải quan trọng thế không? Nghiêm trọng thế không? Vác mấy con voi Ấn Độ lên phương Bắc đánh nhau cho sướng. Có điều chơi voi nó khó khó ấy. Voi... Ôi! Lại mất một đơn vị quân rồi. Mình vừa nghe tiếng. Rồi ok. Chắc chắn bị mất một đơn vị quân nào đó này. Mất một đội công thủ à? Khỉ thật. Nó lại ám sát mấy đơn vị cung thủ của mình mới đau. Ready for battle. Bọn kiếm này cũng ghê phết này. For the gods! March. Destroy them!
At your command. Cái quân đoàn này đâu phải về khu vực Hy Lạp để tuyển cái thằng cung thủ luôn. Đi mang theo để hỗ trợ không nhỉ? Mất bố mất quân rồi. Thằng này nó lâu không được đánh trận này. At ease, men. Ok. Mười bảy ngàn, hai nghìn. Thoải mái. We hunger for battle. Ready for orders. Making for port. Fleet reporting. Không cần. Hạm đội này xong nhiệm vụ rồi. Ready for orders. Going aport. Nó đã cử quân ra để đánh mình ở đây này. Nhưng mà đánh trên đồng bằng thì mình không ăn được nó. None will escape. Ôi ôi. Đến trên đồng bằng thì mình lại không ăn được nó. Cái bọn này nó làm cái trò gì mà nó cứ toàn phun xạ kỵ này nhỉ? Ôi ôi. Không được rồi. Khó ghê nhỉ. At your command. Ready for orders. Nó đuổi mình sẽ chạy. Ready for orders. On the move. Commander. Rất là căng. Quên mất không cho mấy thằng này tuyển mấy thằng vai cùi. Tuyển mấy con voi xịn cho anh cái xem nào. Thành kia của nó đông quân quá. Không ăn được. Mình không đứng trong thành là mình mất hết quân. Mấy thằng Syria này biết mà. Từ đã, tha cho em đi, em có ý gì đâu. Nó đuổi không tới. Không ăn được chúng nó mới đâu. Ôi, toàn xạ kỵ thôi. Từ đã. Tính lại thế nào đấy. Chắc phải huy động lượng quân đoàn khá ở đây mới được. Hai thằng này có cùng chung kẻ thù à? Thế thì nó sẽ bảo vệ nhau. I am eager to hear your Athena has blessed you with the wisdom to speak well. She has blessed. I greet you in my master's field. Our merchants do not want trade with you, and my master takes note of their
The blessing of the Olympians upon... What? We hunger for battle. Mãi chả được con ngựa nào. The fortifications ready. Ready for further orders. Khó nhỉ. Không tiến lên được. Sau này thì nó không chiến tranh với mình. Khá là thuận. Bây giờ mình chỉ lo phòng thủ phía bên dưới thôi. Trên này thì êm rồi. Vấn đề là bây giờ các quân đoàn của mình đóng ở đây cũng không thể lên được. Này nhiều nhà lính quá. Hai quân đoàn này. Ái chà. Sao đâu chui ra có mấy thằng nổi dậy vớ vẩn này. Chắc là cái thành của bọn bên kia chạy sang à. Rồi, chắc là vùng đất bên cạnh chạy sang. Đất vùng đất bên cạnh chạy sang. Mua thêm một ít quân để dự trữ đã. Tại sao? 72. Thì cần để bổ sung cho các quân đoàn kia được đúng không? Nó đang vác quân ra đây à? Bị tấn công vào thành này của mình à? Tử nha, chưa thể tấn công bọn này được. Còn có nhiều vấn đề lắm. Chưa có phương án tấn công khi là chúng nó để số lượng quân đoàn đông như này. Đánh trên bộ mình chưa có phương án nào để chống được cái bọn vây thành của mình. Tốt. Đâu? Vây thành này của mình à? Kinh tế của mình khá. Tra được con ngựa nào. Dự trữ được có mấy đội ngựa. Nó lắm xạ kỵ quá. We hunger for battle. Master, damn you all!
Phun kỵ vãi. Only the greatest dare speak of peace to their enemies. Only the weak seek the death of all. Có thể tạm thời hòa bình được để nó không vây thành mình. À, xuống biển. Ngon. Tạm thời hòa bình cũng là một giải pháp tốt. Sau mình lại tuyên chiến lại sau. Trở thành cấp 4. Ôi chết rồi, nâng cấp hết rồi. Xem bọn này nó có voi không đã. Mãi không được con voi chiến nào là thế nào nhỉ? Lính đời 4 mình không có voi. Greetings, friend. Greetings. Will you have wine, fine olives, or agreeable talk? I... Thằng này chiến tranh với cơ số thẳng luôn. Nó lại đồng minh với thằng này. Thế mới oai bằng. I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is. Be welcome. You have my full attention. My ears await your words as willing slaves. Chắc là vụ này phải hơi nhiều tiền, vụ này mới êm được mà. Nó đồng minh với thằng này. Bắt sư nó làm chư hầu ấy nhỉ? Mình có cả một quân đoàn đóng đây mà. Tới mà. Tuyên chiến luôn. Đỡ tốn tiền. Chạy vào mắt. Cho bọn này nó luyện cấp phát đã. Destroy them. Ready for battle. Ngựa mà xuống biển thì làm ăn gì? Ngựa là phải chạy trên đồng bằng. Rồi. It is an honor to serve. Put your backs into it, you men. Ready for order. Easy into port. Đây rồi. We hunger for battle. Đây à? Ready for orders. Khử bớt quân chúng nó đi cho nó êm chuyện. Trận này đánh theo kiểu bắt nạt trẻ con này.
Ô, mình thiếu một đội cung. Quân đoàn đang thiếu một đội cung. Bính bên này cho nó thuận nhỉ. Mấy cái này không cần dùng. Grouped and ready. Đánh này cho nó nhàn. Battle group ready. Lại bố em đánh em không trượt phát nào thì cho ăn. Ok ok, bọn chúng nó đang tràn vào kìa. À, tướng của nó là cung thủ mà bắn luôn. Ok ok, mấy thằng này thích chết à? Voi đâu đùa. Úi dồi ôi, mấy con voi. Our general is under attack. Nó tấn công hết từ cổng này. Dừng tay. Không bắn nữa. Is dead. Ok kìa. Đi đây. Đánh nhau với quý tộc của La Mã à? Liều nhỉ. Easy. You have further orders. Make haste, men. Đây rồi. Ta một cái vào đây đã. Rồi. Quân đoàn cấp 4. Cho quân đoàn này tấn công đây phát nữa. Laying siege to the settlement. We cannot pass here. To battle. Lại tiếp một trận phục kích nữa. Lần này nó có hai đội ngựa. Ngựa mới ngọt. Ôi, trận này nó có nhiều rừng rú hơn à. Rừng rú thì cũng chết. Ê, quả này có sườn dốc thì mình sẽ sử dụng cái đòn cuộn rơm này.
battle group ready and awaiting orders. Hơi nhỏ. Spears ready. Battle group awaiting orders. Grouped and ready. Pháo cho hẳn lên đỉnh đồi để bắn cho nó bay. Cung mà bắn từ trên đỉnh đồi bắn xuống thì cũng tuyệt luôn. Đúng rồi, cho đám kỵ binh ở bên này. Rồi ôi, pháo ấy là pháo, dẹp luôn. Chơi chết cả bộ binh của mình rồi. Ăn luôn, cái binh đâu, xông vào. Pháo này bắn cả bầu quá. Our hidden units have been discovered. Tiếp tướng của nó trước này. Is turning in our favor. Our general is under attack. Đứa chết rồi. Đứa nó chết rồi. Luôn, ăn luôn, sợ gì? Ăn luôn, chạy như dẹp luôn. Bình chạy tít lắm. Khẩu pháo của mình đúng là bóp tim. Xong rồi, mấy con nữa nó lùa xong rồi. Giáp của mình quá dày để nó có thể tấn công. Make haste, men. Từ đã, lăn vào đây đã. At your command. Tàn sát bằng hết luôn. Thương vong nhẹ thôi. Quá chết rồi, không đủ lượt để tấn công tiếp rồi. Không đủ lượt để có thể di chuyển tiếp. Mimi đo em.
giữ được cái thành này không mới là vấn đề. Nhưng mà nó bỏ xuống đây thì mình cũng có cơ hội cao hơn để có thể tiêu diệt được quân đội của nó đây. Thằng này thì chắc không có vấn đề gì, quân yếu thôi, mình ăn được. Bắt làm chi hầu. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.